Mọi người có chuẩn bị nguyên liệu trước đi nha. Chị cho chị gọi điện cho Emma với lại tưởng trai để coi có đi không. Ok chị. Điện thoại mình đâu rồi ta? Aha, thấy rồi. Emma. Mi mi mi. Ủa, bạn có nhận được cái lá thư với lại là cái đồ của từ ngày hiệu trưởng không vậy? Có, mình có nhận. Là vẫn nói với mình là bạn cũng có đi nữa nha. Có mà, mấy chị em mình đi hết luôn. Xì 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 đang chuẩn bị để là rồi tụi mình làm bánh trung thu nè. Wow, vậy hả? Mình cũng vậy. Đây là lần đầu tiên mình làm bánh trung thu nhưng mà nhân nhận nó sẽ ngon. Ủa, nhưng mà Chat Cheese có đi luôn không vậy? Mình không biết nên mình gọi thử nha. Chờ Mimi. Hi Chat. Ủa, bạn có được cái lá thư với lại cái đồ cầu ngày thị trưởng gửi hôm nay không không vậy? Ừ, có. Cheese đang tìm kiếm công thức làm bánh trung thu ngay bây giờ luôn nè. Tụi mình sẽ cố gắng để mà thắng được một cái giải gì đó cho mấy cuộc thi nè. Nè, đừng có làm ngon quá là tụi tôi không được thắng luôn nha. Giỡn thôi, chúc may mắn mai gặp nha. Đương nhiên không rồi. Bye bye, mai gặp nha. Mọi người ơi, chuẩn bị chưa? Dạ rồi chị ơi, chị ra đi rồi mình làm. Hạt sen làm trước. Và bây giờ cuộc thi bánh trung thu sẽ bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ thử và bình chọn trước. Và sau đó mọi người sẽ được thử và bình chọn luôn nha. Bánh hơi bị cháy nhưng mà rất ngon. Cái bánh này nhìn rất là đẹp. Nhưng bên trong vị cũng rất thanh. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn mọi người với những chiếc bánh rất ngon miệng. Bây giờ đã tới lượt của mọi người bình chọn. La la la, rất đèn trung thu là rất đèn trung thu. La 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 la. Wow, chiếc bánh này rất ngon. Tôi sẽ bình chọn cho bạn. Cảm ơn chị. Wow, chắc cũng biết nướng bánh đó nha. Cảm ơn, nhưng mà của Mimi còn ngon hơn luôn đó. Chị không có bị cháy, em sẽ bình chọn cho chị. Cảm ơn em. Và các phiếu bình chọn đã được bầu cử. Chúng ta đã có những nhân vật chiến thắng rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với hạng thứ 3 nha. Anh em Chat và Jay. Không tin được, wow. Cảm ơn mọi người. Và người hạng 2 sẽ thuộc về với. Chúc may mắn Emma. Bạn đúng vậy Mimi. Thuộc về Emma. À, trời ơi, mình vui quá. Chúc mừng con nha. Và bây giờ người chiến thắng của ngày hôm nay. Chúc may mắn nha. Cảm ơn bạn cũng vậy. Chị em nhà Mimi CC. Không thể nào. Yeah. Yeah. Xin chúc mừng, bánh của con đã rất là ngon. Mọi người thật là tốt bụng. Xin cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Xin chúc mừng tất cả mọi người ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều là người chiến thắng hết. Chúc mừng bạn nha. Bạn xứng đáng lắm. Hồi nãy mình không có bình chọn cho bạn. Đúng rồi. Xin chúc mừng tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trung thu quá. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Yummy. Và đừng quên đăng ký kênh nha.